Cảnh sát Peru mới đây đã triệt phá một đường dây làm hộ chiếu giả ở thủ đô Lima, thu giữ hàng trăm cuốn hộ chiếu giả và bắt giữ 3 đối tượng. Nhóm đối tượng hoạt động bất hợp pháp này đã bị theo dõi trong 3 tháng và chúng tham gia vào việc đánh cắp, sản xuất và phân phối hộ chiếu giả. Đại diện Cảnh sát Quốc gia Peru Jorge Cruz tiết lộ rằng trong quá trình hoạt động, họ đã tịch thu 334 hộ chiếu từ một số quốc gia bao gồm Peru, Mỹ, Argentina, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc và Brazil. Ông Cruz cho biết, băng nhóm tội phạm này đã đánh cắp hộ chiếu của khách du lịch hoặc người Peru gần sân bay Jorge Chavez hoặc tại các trung tâm du lịch của Lima. Những hộ chiếu này được bán với giá từ 10.000 đến 15.000 đô la Mỹ. Cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng trong quá trình hoạt động và hiện họ đang phải đối mặt với các cáo buộc trộm cắp và làm giả giấy tờ tùy thân.